Chào các bạn, đây là cái bom oxy tích điện của Subo có mã là SB10000 ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các độ nó lại để cho nó chạy trực tiếp với tấm pin năng lượng mặt trời luôn, không cần sạc qua điện lưới luôn nha các bạn. Đây, ở đây thì mình cũng đã có một cái bom khác ha. Đây, đây cái bom này của mình đây. Mình đã cho nó chạy bằng năng lượng mặt trời. Hôm nay hơn một tuần rồi nha các bạn. Hiện tại thì cũng chạy khá là ok ha. Đây, đây là lượng oxy nó tạo ra nha các bạn. Đó, mình cho nó chạy với cái hồ cá này. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách làm ha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị một cái mặt sạc năng lượng mặt trời nha các bạn. Một cái mặt sạc như vậy ha. Mặt sạc này thì có đầu vào và điện áp từ 4.8V tới 30V. Đầu ra thì có thể chỉnh áp được ha, từ 0.5V tới 30V luôn. Cái dòng sạc tối đa của mặt này là 4A. Mà nếu các bạn chạy liên tục á thì chạy khoảng tầm 3A trở lại là ok ha. Đây, nó có chỉnh dòng và chỉnh áp luôn. Áp đầu ra thì nó sẽ cố định nha các bạn, nó không thay đổi ha. Cái mặt này thì mình mua trên Shopee thôi, với giá là tầm 70.000 ha. Đây, cái link cái mặt này thì mình sẽ để trong phần mô tả của video. Anh em muốn mua thì cứ vào click vào link ha. Rồi, tiếp theo thì mình cần chuẩn bị một tấm pin năng lượng mặt trời. Đây, ở đây thì các bạn có thể chuẩn bị tấm pin là tấm pin 20V ha, tấm pin 9V hoặc tấm pin 6V đều được hết ha. Này, đây, tấm pin 15V luôn cũng được luôn nha các bạn. Đó, tùy theo nhà các bạn có dư tấm pin nào cũng được. Miễn là cái áp của tấm pin thì nó trên 4.8V và nó dưới 30V là được ha. Với lưu ý với các bạn á, công suất thực tế của cái bơm này khá là thấp luôn. Cái dòng tiêu thụ của nó thì khi chạy chế độ liên tục á thì chỉ tầm khoảng 0.3A thôi. Rất là thấp luôn ha. Nên mình cũng nên chọn tấm pin vừa vừa thôi, không cần tấm pin to lắm đâu ha. Nếu là 0.3A thì mình chạy 10 tiếng thì nó tiêu thụ chỉ có 3A thôi. Một ngày là 24 tiếng. Thì khoảng tầm 6-7A tối đa hơn nha các bạn, 6-7A thôi. Thì các bạn cứ chọn tấm pin thì khoảng tầm có dòng sạc khoảng 1-2A là được rồi ha, không cần to quá đâu ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ mở cái bơm oxy này ra nha các bạn. Đây, phía trên nó cái bơm oxy này, nó sẽ có cái khoảng hở này ha, mình ngại nó ra. Đây, đây là mặt đựng bên trong cái bơm oxy nha các bạn. Bên trong nó thì nó sẽ đang có sẵn một khối pin. Có pin này là có pin 7.4V 32.5W ha, dung lượng là 4.400 mAh ha. Ở đây thì mình sẽ để nguyên khối pin này luôn, mình không có độ lên ha, để nếu các bạn mà muốn có thời gian tích điện nó lâu hơn, những ngày mà mưa là không có nắng sạc vô á thì có thể thay khối pin to hơn ha. Ở đây thì mình sẽ để nguyên khối pin này luôn nha các bạn. Rồi, cấp độ thì khá đơn giản nha các bạn. Đây, từ cái khối pin mặt đựng này thì mình sẽ nói dây như vậy ha. Đó, mình cứ cắt dây, đừng cắt đứt dây nha các bạn. Đó, âm theo âm dương theo dương đây. Mình sẽ nói vô cái ngõ ao. Ngõ ao của cái module sạc này năng lượng mặt trời này nha các bạn. Rồi. Cái đầu vào này thì mình sẽ kết nối vô tấm pin năng lượng mặt trời. Khi kết nối vô tấm pin á thì các bạn chỉnh cái volt cho nó. Ở đây là nó sử dụng pin là 7.4V thì các bạn sử dụng các bạn chỉnh cái áp của nó là lên khoảng 8.4V ha. Cái này là pin 2S nha các bạn, lên 8.4V là đầy ha. Các bạn cứ chỉnh lên 8.4V, giờ các bạn kết nối vô đây, cái đầu hai cái đầu dây này của có pin là được ha. Rồi, trước khi các bạn độ này thì các bạn cần kiểm tra lại cái động cơ bên trong của cái bơm này. Cái bơm này sử dụng động cơ không trở than ha. Nếu các bạn sử dụng lâu dài liên tục á, có thể cái lượng oxy nó tạo ra nó sẽ không còn nhiều nữa. Thì mình tháo ra mình vệ sinh trước ha. Rồi, đây là chi tiết bên trong cái bơm nha các bạn. Đây, đây là cái đầu bơm của nó ha. Đó, mình nó có dây có dắt sẵn thì mình cứ mở ra thôi. Đó, thì mình mở ốc ra thôi nha các bạn. Rồi mình xem ở trong nó dơ thì mình vệ sinh thôi ha. Cái bơm này thì nó sử dụng động cơ không trở than nha các bạn. Chạy rất là bền luôn ha. Đây là bên trong cái đầu bơm của nó thôi. Đó, bên trong thì các bạn mở đây các cái miếng đệm cao su của nó ở đây. Mình mở ra ha, mình xem ở trong đây. Nó sẽ có một cái miếng
miếng này kiểu như miếng cao su mỏng hơn mà, để giữ hơi rồi ha. Mình lấy cái tăm bông á, mình vệ sinh nó ha. Mình lấy cái tăm bông vệ sinh cái này cho nó sạch lại nha các bạn. Còn nếu như cái bơm của bạn mà có cái miếng này nó bị gãy ha, nó bị mất đi á, dùng lâu á nó kiểu như nó mục á, thì các bạn lên Shopee các bạn mua một cái miếng khác ha, về mình thay vô thì cái bơm mình sẽ chạy mặn lại thôi ha. Hai bên mình cứ làm đi thật vậy thôi nhé các bạn. Giờ sau khi vệ sinh xong hết á thì các bạn cứ gắn lại như cũ ha. Ở đây thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng một tấm pin đây. Tấm pin này là tấm pin 15V nha các bạn. Tấm pin 15V 15W ha. Tùy theo ở nhà các bạn dư tấm pin nào thì các bạn cứ sử dụng tấm pin đó ha. Đây, trừ tấm pin. Mình nối dây, mình kết nối vô cái bộ sạc, cái module sạc năng lượng mặt trời nha các bạn. Ha, mình cứ kết nối đúng nó in và ngõ cộng và ngõ trừ thôi ha. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ đưa tấm pin này ra ngoài trời nắng ha. Đây. Đây cái đèn nó chớp chớp này do cái tấm pin mình để trong mát ha, nó không đủ điện áp nha các bạn. Mình sẽ đưa nó ra ngoài sáng ha. Đó. Khi đưa tấm pin ra ngoài trời nắng thì trên cái module sạc này nó đã báo cái đèn sáng sáng mạnh lên nha các bạn. Đây nó báo đèn xanh ha. Là báo full ha, full là full kia pin á, là do đây mình chưa kết nối pin vô ha. Nó để đèn full nó bật lên nha các bạn. Còn CH là cái đèn báo sạc ha. Đây các bạn sẽ dùng một cái đồng hồ. Đây, các bạn đây, các bạn gắn vô cái ngõ out của cái module này. Đây, điện áp ở đây thì mình đã chỉnh sẵn là 8.4V nha các bạn. Để do cái khối pin bên trong đây, có pin 2S ha, sạc đầy 8.4V ha. Đó, còn nếu mặc định nó thì nó chưa phải là 8.4V thì các bạn dùng cái tu vít ha. Đó. Các bạn cứ dặn cái biến trở nó ha. Mình cứ điều chỉnh cái biến trở nó thì cho nó về 8.4V này được nha các bạn. Đầm 8.4V này được ha. Rồi thì từ cái ngõ out của cái module sạc này mình cứ kết nối vô cái khóa pin bên trong cái bơm này ha. Đó. Thì mình cứ tuốt dây điện ra ha. Đây mình nối vô vậy thôi. Thì mình nối vô đỏ vô dương ha, đen vô âm thôi. Mình sắp xếp sao cho gọn là được nha các bạn. Cũng khá là đơn giản ha. Còn nếu các bạn mà không có sạc bằng điện lưới nữa thì các bạn cứ mở cái dắt điện đối ra, mình bỏ ra luôn cho nó gọn luôn nha các bạn. Yeah, cái dòng của nó thì ở đây mình để mặc định luôn, mình không cần chỉnh ha. Còn các bạn muốn chỉnh cái dòng sạc bao nhiêu á thì các bạn cũng trên đồng hồ đo luôn ha, các bạn chuyển về thang đo dòng đây, các bạn kết nối vô đó, thì hiện tại cái dòng sạc là 0.29 ha, 0.3 ha. Thì mình sẽ tăng nó lên nha các bạn. Do tấm pin mình để cũng trong mát ha, để mình đưa tấm pin ra trực tiếp ngoài trời luôn ha. Mình tăng nó lên cái mức cao nhất luôn nha các bạn. Đây, mình đã di chuyển tấm pin lại chỗ có nắng hoàn toàn rồi nha các bạn. Đây, mình chuyển cái đồng hồ, mình chuyển cái thang đo dòng đây. Mình kết nối vô đây. Đó, à, do nãy cái pin mình để chỗ không có nắng nhiều các bạn. Đây. Cái dòng nó đang để mặc định là 3.04A ha. Đó, thì các bạn muốn tăng dòng lên thì các bạn cứ đo như vậy. Thì xong mình dùng cái tu vít mình chỉnh cái dòng lên cao nhất ha. Tối đa của cái mặt này là 4A nha các bạn. Rồi, giờ mình cứ lắp vô ha, lắp vô sau cho nó gọn là được nha các bạn. Dạ, mình đã độ xong hết rồi nha các bạn. Đây, sau khi xong nó sẽ như vậy ha. Đây, đây là cái lỗ mà cái dắt sạc điện lưới ha, mình đã tháo ra rồi. Mình bỏ nó đi luôn ha, để mình không có xài sạc bằng điện lưới nữa. Đó, thì nó sẽ có cái khoảng trống này, mình nối sợi dây từ tấm pin vô ha. Còn khỏi phải đục khoan gì thêm trên cái vỏ của cái bơm này nha các bạn. Đây. Thì cái bên trong ha. Đó, bên trong thì từ tấm pin ha, thì các bạn cứ kết nối vô cái ngõ in trên cái module sạc thôi, ngõ ra thì các bạn kết nối vô cái khóa pin này thôi ha, khá là gọn luôn nha các bạn. Trên cái bơm này thì nó sẽ có hai chế độ hoạt động ha,
chế độ 2 và chế độ low. Chế độ 2 thì nó sẽ bơm liên tục nha các bạn. Chế độ low này đây thì nó sẽ chạy ngắt quãng. Với chế độ này thì thời gian chạy liên tục của nó sẽ lâu hơn nha các bạn. Đó, nếu với chế độ 2 á thì với khối pin mặc định là 4.400 ha, thì nếu vào những ngày trời mưa không có nắng, không có sạc vô khối pin được á, thì cái bơm này có thể chạy liên tục khoảng tầm 12-13 tiếng nha các bạn, tầm đó ha. Còn với chế độ low á, chạy ngắt quãng thì nó có thể chạy liên tục khoảng tầm một ngày luôn nha các bạn, tầm một ngày luôn ha, thì nó mới hết điện bên trong ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình ha. Nếu thấy những chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào các bạn.